Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Có phải bài thơ của Nostradamus tiên tri Trump thành Tổng thống Mỹ? Ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 với số phiếu áp đảo đối thủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, khi kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu được đưa ra, nhiều người bỗng giật mình khi nhớ tới bài thơ của nhà tiên tri Nostradamus, người từng tiên đoán chính xác rất nhiều sự kiện. Trong bài thơ này, dường như nhà tiên tri lừng danh đã ám chỉ ông Trump sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ. Trong bài thơ, ông Nostradamus rất nhiều lần nhà tiên tri nhắc tới từ Trumpet. Nhiều người không khỏi suy đoán liệu có phải ông Nostradamus ngụ ý ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ hay không. Thêm một minh chứng cho suy đoán này, từ Trump trong tên ông Donald Trump chính là từ cổ của Trumpet. Ngoài ra, trong bài thơ của Nostradamus, Trumpet làm nên sự chia rẽ nghiêm trọng, phá vỡ một loạt các hiệp ước. Điều này làm người ta liên tưởng ngay đến bức tường biên giới với Mexico và những tuyên bố xóa bỏ hiệp ước NAFTA, hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương hay thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris của ông Trump. Không những thế, trong bài thơ, Trumpet sẽ trục xuất kẻ thù của mình, trùng khớp với phát ngôn dọa trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép nếu đắc cử của ông Donald Trump. Trước đó, nhà tiên tri Nostradamus từng tiên đoán chính xác nhiều biến cố trong lịch sử nhân loại như vụ khủng bố 11 tháng 9, sự xuất hiện của khủng bố IS hay việc ông Obama sẽ trở thành tổng thống nước Mỹ. Vì vậy, sự trùng hợp khó hiểu về bài thơ của ông Nostradamus và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khởi tố 13 đối tượng trong vụ đánh bạc lớn nhất Thành Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 11 tháng 11, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã khởi tố 13 người tham gia vụ đánh bạc tiền tỷ tại thành phố Vinh. Trong số này, Nguyễn Thanh Bình, 41 tuổi, còn gọi là Bình Lục, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gá bạc. Nguyễn Thị Huyền, 42 tuổi, còn gọi là Huyền Thuốc Lào, bị khởi tố về tội đánh bạc. Các đối tượng cũng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, như báo giao thông đã đưa tin, vào ngày 5 tháng 11, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Vinh đã bao vây rồi ập vào bắt quả tang 14 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc ở ngôi nhà số 200, đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ được tổng cộng 1,34 tỷ đồng, trong đó có 540 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, 300 triệu đồng ném vương vãi, 500 triệu đồng trong nhà Bình. Ngoài ra, công an thu giữ 4 ô tô, 2 xe máy, 20 điện thoại, 25 bộ bài và các tang vật khác. Đây là một vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở thành phố Vinh. Đặc biệt hơn, đối tượng tổ chức đánh bạc và người tham gia đánh bạc đa phần đều là các đối tượng hình sự, kẻ cầm đầu các băng nhóm giang hồ nguy hiểm được cơ quan chức năng theo dõi từ lâu. Đáng chú ý, có Bình Lục là người đã tổ chức đánh bạc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hồ sơ của mình dày đặc tiền án, tiền sự. Cuối những năm 1990, Bình quy tụ nhiều đàn em tổ chức bảo kê một bến xe của tỉnh Bình Dương. Từ năm 1996 đến năm 2013, Bình bị tuyên 3 án tù về các tội cướp giật tài sản, gây rối và đánh bạc cùng nhiều lần bị phạt hành chính. Những năm gần đây, Bình về sống cùng vợ con tại ngôi nhà trên đường Hoàng Phan Thái, thành phố Vinh, dưới mát kinh doanh cầm đồ. Trên thực tế, Bình vẫn chỉ huy hàng chục đàn em sẵn sàng động thủ khi tranh giành lãnh địa, bảo kê, đòi nợ. Bình biến ngôi nhà 3 tầng thành sòng bài 3 cây, gia cố cửa nhiều lớp, cử người cảnh giới cẩn thận. Trong sòng bài quy tụ dân anh chị và những người nhiều tiền này, có những cuộc sát phạt tiền đặt cược lên tới cả tỷ đồng. Theo cảnh sát, trong số các con bạc, người tích cực là Nguyễn Thị Huyền, độ nổi tiếng trong giới giang hồ Thành Vinh, ngang ngửa với Bình. 9 năm trước, Huyền chỉ huy hàng chục đàn em tham gia đâm chém, khiến nhiều người trong nhóm đối phương bị thương. Sau vụ đâm chém kinh hoàng này, Huyền lĩnh 39 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù do gây rối trật tự công cộng. Mãn hạn tù, Huyền quay lại giới giang hồ, quy tụ nhiều đàn em dưới trướng. 2 năm trước, Huyền bị phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc, nhưng trốn thi hành án bằng việc liên tiếp mang bầu và sinh con. Mâu thuẫn vì tranh giành bạn gái, nam thanh niên bị đâm thủng tim. Chiều ngày 10 tháng 11, sau một ngày điều trị tại khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Lê Tuấn T, 22 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt. Trước đó, thông tin cho báo Vietnamnet, bác sĩ Hà Thanh Bình, trưởng kiếp trực cho biết, anh Tê được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Cần Giuộc lên lúc 18 giờ 40 phút ngày 9 tháng 11 với vết thương ở ngực trái do dao đâm, tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp đều bằng không. Để có thể cầm cự trong suốt chặng đường dài di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ tuyến dưới đã phải đặt ống nội khí quản cho nạn nhân này. Tiếp nhận nạn nhân xong, các bác sĩ trong ekip trực nhanh chóng cho siêu âm và phát hiện màng tim bệnh nhân bị dao nhọn làm rách, tim cũng có vết thương sâu chừng 0,5cm. Tình thế cấp bách đã buộc các bác sĩ phải dùng cưa điện mổ đôi xương ức bệnh nhân và tiến hành lấy 20 gram khối máu đông và 20 gram máu tràn trong màng tim ra ngoài. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, anh Tề giữ lại được tính mạng.
Bác sĩ Bình cho biết, chỉ cần chậm thêm ít nữa là không còn cách nào để cứu bệnh nhân này. Tại phòng bệnh, nam bệnh nhân kể lại, vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 11, anh ra chợ thu dọn hàng giúp mẹ. Khi trở về nhà thì thấy có hai thanh niên có quen biết chờ sẵn. Sau vài câu chào hỏi, bỗng hai người này dùng dao đâm thẳng vào ngực. Anh T chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi đổ gục. Hai thanh niên này cũng rời đi ngay sau đó. Anh T cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đồng thời một trong hai người thanh niên trên có tán tỉnh người yêu của T. Chiều ngày 10 tháng 11, khi sức khỏe anh T đã ổn định, cơ quan công an cũng tiến hành lấy lời khai, làm rõ sự việc. Thiếu nữ 16 tuổi mất tích gần 1 năm. Quý vị và các bạn thân mến, theo ông Lê Trường Đại, lúc lên gần 2 tuổi, em Lê Thị Ánh Tuyết, năm nay 16 tuổi, bị ngã xuống ao, được người nhà phát hiện cứu vớt kịp thời. Tuy nhiên, lớn lên em Tuyết mắc bệnh động kinh nhẹ, nhưng nhìn bề ngoài rất khó phát hiện vì bệnh nhân thường ăn mặc gọn gàng, nói năng lưu loát. Do không được đi học nên em Tuyết không biết chữ. Tháng Chạp năm 2015, gia đình ông Đại đi làm về thì không thấy con gái đâu nữa. Suốt nhiều tháng sau đó, vợ chồng ông Đại đã đi nhiều nơi tìm kiếm con gái nhưng bặt vô âm tín. Công an huyện Đơn Dương và chính quyền địa phương vẫn đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân tìm kiếm em Lê Thị Ánh Tuyết. Thi thể không nguyên vẹn của bé gái 4 tuổi hé lộ tội ác kinh hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, bé gái Suno Kopa, 4 tuổi, ở ngôi làng thuộc Assam, phía đông đông bắc Ấn Độ bị mất tích. Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm lục soát ở những nơi có thể tìm thấy đứa trẻ. Vào ngày thứ Hai, 7 tháng 11, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của bé gái đáng thương trong khu rừng gần nhà. Thi thể của em không còn nguyên vẹn. Đây là vụ án giết người nghiêm trọng chưa từng thấy ở địa phương. Nó đã khiến dư luận bàng hoàng và căm phẫn trước tội ác rùng rợn của kẻ giết người. Homi, 45 tuổi, sống cạnh nhà của nạn nhân ở làng Ratano, đồng thời là bạn tốt của cha cô bé. Ông Susan Kopa, 35 tuổi, khi con gái của Homi bị mất điện thoại thì cũng là lúc tội ác bắt đầu được nhăn nhóm. Thay vì báo cảnh sát, ông Homi đã tìm đến sự giúp đỡ của hai phù thủy. Hai phù thủy cho biết cần giết bé gái 4 tuổi để xoa dịu thượng đế, giúp người này tìm được điện thoại bị mất. Niềm tin mù quáng và lòng tham đã dẫn lối cho tội ác ghê rợn của người hàng xóm. Hai phù thủy đã nhẫn tâm ra tay sát hại cô bé 4 tuổi để làm lễ dâng lên thượng đế. Cảnh sát cho biết chúng tôi nhận được thông tin có hai phù thủy đến làng để tìm điện thoại di động bị mất. Cùng thời gian này chúng tôi cũng nhận được thông báo từ gia đình về sự mất tích của cô bé. Chúng tôi nghi ngờ cô bé đã trở thành vật tế thần của phù thủy. Người cha của nạn nhân cho biết, tôi không thể tin rằng người hàng xóm của mình vốn rất tốt với con gái tôi, yêu thương cháu như ruột thịt lại có thể giết chết con tôi vì sự tham lam của mình. Con tôi là một đứa trẻ vô tội, cháu chết một cách quá đau đớn, chúng tôi thật sự phẫn nộ. Theo cảnh sát, người hàng xóm đã bị bắt giữ, còn hai phù thủy đã bỏ trốn, cảnh sát đang cố gắng truy lùng kẻ thù ác. Ở Ấn Độ, nhiều vùng dân tộc ít người vẫn còn tồn tại hủ tục, mời thầy phù thủy về cúng bái và đã có nhiều cái chết thương tâm xảy ra vì niềm tin lệch lạc này. Vợ mới sinh con 1 tháng, bị chồng và bạn đánh đến nhập viện. Chiều ngày 10 tháng 11, bà Bùi Thị Thanh, chủ tịch xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, xác nhận thông tin, công an xã vừa báo cáo sơ bộ trường hợp chị Phạm Thị Kim Chi, sinh năm 1990, trú tại C7 xã Ia Nan, bị đánh chấn thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Người đánh là một người phụ nữ tên Đức, trú tại C5, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, và chồng là Bùi Minh Thiệt, hiện là công an viên của xã Ia Nan. Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 8 tháng 11 tại gia đình của anh Thiệt. Bà Thanh cho biết, tôi nghe đồng chí trưởng công an xã nói lại rằng vì vụ việc chưa rõ ràng nên chưa báo cáo cụ thể với lãnh đạo. Trong khi đó, công an xã yêu cầu anh Thiệt về để tìm hiểu sự việc, thì anh Thiệt cho biết hiện đang chăm sóc vợ mình trong bệnh viện. Chiều cùng ngày, chị Phạm Thị Kim Chi vẫn đang được các bác sĩ tại khoa ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi trong tình trạng cấp cứu. Bác sĩ Phạm Văn Lý, trưởng khoa này cho biết, khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 10, chị Chi được người nhà đưa vào bệnh viện để khám trong tình trạng tỉnh táo, người bệnh đau đầu, chóng mặt, khuôn mặt bị phù nề, mắt phía bên phải, môi phía trên và phía dưới bị xây sát khoảng 1cm, chị Chi còn bị bầm tím cánh tay phải, tương đương 2cm. Bác sĩ Lý cho biết qua kết quả chụp CT sọ não, phát hiện tổn thương giảm đậm độ thái dương phải. Bác sĩ Lý cho biết thêm, chị Chi hiện đang theo dõi tích cực ở phòng cấp cứu của khoa. Về tình hình sức khỏe, hiện nằm ở giai đoạn trung bình đến nặng và nằm trong diện theo dõi chấn thương sọ não. Hiện chúng tôi tiếp tục theo dõi để điều trị. Tình trạng bệnh nhân diễn biến chưa thể nói trước được điều gì tính đến 14 giờ 40 phút ngày 10 tháng 11. Tại giường bệnh, chị Chi cho biết vừa mới sinh con 1 tháng chưa đầy 10 ngày. Tối ngày 8 tháng 10, anh Thiệt có mâu thuẫn nhỏ vì đòi đi chơi tại nhà chị Đức, chú C5, xã Ia Kla. Anh ấy thấy tôi không cho đi nên dọa đánh.
Bức xúc, tôi đã lấy số điện thoại cho Đức, sau đó Đức chạy xe từ nhà lên chửi bới, nhục mạ và đánh tôi. Ban đầu là túm tóc, dùng tay đánh vào đầu, sau đó cầm một thanh tre đánh vào đầu và người. Chồng tôi sau đó cũng tiếp tục đánh tôi nữa. Liên quan đến vấn đề này, anh Thiệt thừa nhận có tát tai cả vợ lẫn Đức. Mỗi người khoảng 3-4 cái vì không ngăn được vợ và chị Đức cãi cọ và đánh nhau. Còn khi được hỏi có quen biết gì chị Đức không thì anh Thiệp cho biết chị Đức là bạn của hai vợ chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!